Xin chào các bạn, thì ở đây mình có một cái cây mai nè các bạn. Mình mới vừa mở cái bầu đất nó ra nè, bạn thấy không? Thì sau khi cắt ra xong thì mình tiến hành mình sẽ gọt đất lại để mà tạo nên cái bộ đế mà cho cái cây mai nha. Thì để coi xem bộ đế như thế nào. Thì cây mai này hoành chắc cũng khoảng 30 nha các bạn, rất là to. Thì cái thân này nó cũng hơi cao, nhưng mà nó được một cái đó là nó lắc như thế này nè các bạn, coi nó đẹp. Thì giờ mình sẽ tiến hành mình gọt cái lớp của cái mặt đất này để cho nó lòi cái bộ đế lên nha các bạn. Các bạn, thì giờ mình sẽ tiến hành mình gọt cái lớp đất này ra, bỏ nè, để cho nó lòi cái bộ đế ra, nâng cao cái giá trị của cây nha các bạn. Thì cái cây mai thì nó giá trị nhất là cái đế, còn cái tàn ở trên thì nó không có quan trọng lắm, bởi vì những cái tàn trên mình có thể tạo được, còn cái bộ đế thì không thể làm được rồi. Đó, cái mà mình sẽ đo cái hoành cái đế thử nha các bạn. Thử đây coi nó sẽ có cái số đo là bao nhiêu.
Nó các bạn nãy mình nói chỉ là 30 thôi, nhưng mà thật sự cái này nó khoảng chừng gần 40 rồi các bạn. Rất là to rồi. Nó cái đó đây là cái mình đo ngang nè. Gần 40 rồi các bạn. Nếu mà mình đo cái nguyên cái đế này luôn thì rất là to nha. Nó khoảng chừng 44 đó. Rất là to. Nãy mình ước lượng thì mình chỉ khoảng nói khoảng chừng 30 thôi, nhưng mà thật sự nó rất là to. Cái này phải mà kỹ càng hoàn tránh cái chúng ta đâm phải cái rễ nè, nó làm cho hư cái rễ thì rất là ổn, phải cứ từ từ. Thank you.
sau khi mà chúng ta mà sủi đất như này các bạn, thì cho nó, thứ nhất là cho nó nhẹ cái kích thước của bầu đất, thứ hai nữa là để cho nó nổi cái rễ lên để chúng ta dễ trồng vô trong những cái chậu, và cái thứ ba nữa là tăng cái cường cái chất trồng mà chúng ta chọn vô. Còn đất này thì nó chỉ giúp cho cái cây chúng ta nó không có bị mất sức thôi. Sự cái những cái lớp đất trên đây này, cái rễ nó rất ít các bạn, nó chỉ nằm ở giữa khoảng này thôi, rễ của cái ra của rễ này.
cái rễ nó xoắn không, nhìn cũng rất là đẹp các bạn. Bây giờ cũng gần 2/3 chặng đường rồi các bạn. Rễ này nữa là chắc là xong rồi. Thì có thể đem đi trồng cái này được rồi.
Nó thì nãy giờ mình đã tiến hành mình mồi đất ra để cho nó lội cái bộ mà rễ lên nè các bạn. Cũng gần xong rồi. Cái này nó nằm ở cái thế quyền trực quyền cũng rất là đẹp các bạn. Nằm nè, cái thằng nó nằm thẳng nè hay nó nghiêng không? Các bạn thì bây giờ mình đã xử lý xong rồi đó các bạn.